Ông đạo Abu Qatada đã bị đưa tới tòa án Jordan, tin từ Amman. Ông đạo Abu Qatada đã bị Anh quốc dẫn độ về Jordan trong ngày hôm nay và bị đưa thẳng tới tòa án an ninh quốc gia. Chiếc phi cơ chở ông Qatada đã rời phi trường quân sự Northolt vào lúc 2 giờ 45 phút theo giờ quốc tế. Ở Amman, thân nhân của ông Qatada chờ ông ta ở bên ngoài tòa án an ninh, nơi mà ông ta sẽ bị xét xử các tội khủng bố. Từng bị một thẩm phán Tây Ban Nha diễn tả là cánh tay mặt của Osama Bin Laden ở Âu Châu, ông Abu Qatada đã vào tù ra khám nhiều lần kể từ khi bị bắt trong năm 2001. Ông ta đã bị đưa vào nhà tù trong tháng 3 vì tội vi phạm các điều kiện thế chân tại ngoại. Anh quốc đã đồng ý dẫn độ sau khi Jordan ký hiệp ước, đồng ý những bằng chứng thu nhận do tra tấn sẽ không được dùng để kết tội ông Qatada.